Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng Trong Đất của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa, những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Chủ động phong chống dịch cúm gia cầm cuối năm. Tiếp đó, mục nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây khoai tây. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. thưa bà con và các bạn, những năm qua, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn đem lại giá trị thu nhập cao. Xác định khoa học kỹ thuật là câu then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn. Các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu với sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh được đưa vào sản xuất thay thế dần các giống cũ. Cùng với đó tích cực ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước trong sản xuất cây ăn quả, mía xây dựng 9 mô hình nhà màng, nhà lưới, nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 65.000m2 để sản xuất rau củ quả, hoa hữu cơ kết hợp tưới nước tiết kiệm. Các mô hình ứng dụng công nghệ cao, an toàn đều đem lại lợi nhuận từ 300 đến 400 triệu đồng một hectare một năm. Trong những năm qua, bằng những cách làm sáng tạo phù hợp, thì xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển nhiều mô hình kinh tế trang trại mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. Đến nay, toàn thị xã Bỉm Sơn đã phát triển được 103 trang trại với diện tích sử dụng bình quân trên 3 ha trên một trang trại, trong đó có 21 trang trại được cấp chứng nhận tiêu chuẩn theo thông tư số 27 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phần lớn các trang trại trên địa bàn thị xã đều đầu tư sản xuất thông canh quy mô lớn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới theo hướng hàng hóa tập trung gắn với thị trường như thanh long ruột đỏ, bưởi diễn, cam, ổi, nhãn, mật ong, cá giống. Nhiều trang trại đã có thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng tiền lãi mỗi năm. Trung tâm kiểm định chất lượng yến xào Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 2, cục thú y Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về kiểm tra chất lượng tổ yến. Theo đó, Trung tâm kiểm định chất lượng yến xào Việt Nam sẽ gửi toàn bộ mẫu tổ yến thu từ các nhà yến đăng ký quản lý theo tiêu chuẩn nhà yến Việt Nam uy tín để Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 2, cục thú y Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra chất lượng các nhà yến có mẫu kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn, có dán tem chứng minh sản phẩm đã được định giá bán tối thiểu bởi Trung tâm Kiểm định Chất lượng Yến Sào Việt Nam sẽ được dán tem QR code của Tri hội Nhà Yến Việt Nam để bán trong nước và xuất khẩu. Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa vừa chính thức công bố chính sách thu mua mía niên vụ 2020-2021 với nhiều hỗ trợ đến khách hàng trồng mía. Theo đó, chính sách thu mua mía niên vụ 2020-2021 có nhiều ưu điểm và tạo đủ lợi nhuận để người trồng mía yên tâm gắn bó với cây mía. Cụ thể, mức giá thu mua trung bình từ 860.000 đồng đến 1 triệu đồng một tấn cho mía có chữ đường từ 10 CCS tại ruộng tùy theo khu vực và vụ trồng. Bên cạnh việc đảm bảo mức giá có lãi cho người nông dân, thì công ty cổ phần thành thành công Biên Hòa còn đưa ra chính sách cam kết giá bảo hiểm, mức giá thu mua tối thiểu 3 vụ liên tiếp. Cây mía sau khi thu hoạch có thể lưu gốc trên 3 năm. Đây là thời điểm sinh lợi nhất của cây mía. Nhờ bảo hiểm ba vụ, người trồng mía có thể yên tâm lên kế hoạch canh tác phù hợp để có lợi nhuận cao nhất. Điều này nhất quán với quan niệm nông dân có lãi, nhà máy có lời của công ty cổ phần Thành thành công Biên Hòa. Từ đầu năm đến nay, giá dứa ở tỉnh Tiền Giang luôn ở mức cao, đầu ra thuận lợi nên người dân trồng dứa có thu nhập khá. Tỉnh Tiền Giang có diện tích cây dứa thương phẩm đứng đầu cả nước với hơn 16.000 ha, tập trung ở huyện Tân Phước. Vùng đất này rất thích hợp với cây dứa phát triển. Mỗi năm, địa phương cung ứng hơn 250.000 tấn trái dứa cho thị trường khắp nơi. Năm nay, lần đầu tiên, giá trái dứa ở tỉnh Tiền Giang đạt mức cao và ổn định với giá bán gần 10.000 đồng một kg. Với mức giá này, nhà nông có lãi trên 4.000 đồng 1 kg. Nhờ đó, mỗi hecta người trồng dứa thu lãi trên 300 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm cuối năm, lưu lượng vận chuyển buôn bán giết mổ gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh trên đàn gia cầm phát sinh lây lan nếu các biện pháp phòng dịch không được siết chặt. Nhận thức được nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các xe vận chuyển thức ăn, nên khi xe thức ăn của công ty đưa đến, gia đình anh Quách Văn Bộ, thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh yêu cầu dừng xe và bốc xếp thức ăn ngay từ đầu ngõ ngoài khu vực chuồng trại sau khi gia đình phun thuốc khử trùng tiêu độc để phòng ngừa dịch bệnh mới vận chuyển thức ăn vào khu vực chuồng trại. Đây là một trong những biện pháp phòng dịch hiệu quả mà gia đình anh Bộ đã thực hiện nhiều năm qua. Do đó đàn gia cầm trên 3.000 con của gia đình an toàn trước dịch bệnh. Thực hiện phòng chống cái dịch cúm gia cầm thì trang trại đã chủ động tiêm phòng đối với đàn gia súc gia cầm và có cái kế hoạch luôn luôn theo dõi sát sao những cái diễn biến cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn để mà nắm được cái tình hình đấy để mình chủ động trong cái phòng dịch tốt hơn. Hiện tỉnh Thanh Hóa có tổng đàn gia cầm trên 21 triệu con, trong đó trang trại chiếm trên 37%, còn lại là chăn nuôi trong nông hộ. Do chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ nhiều, lại phân tán nhỏ lẻ, nên việc kiểm soát dịch bệnh rất khó và nguy cơ tái phát lây lan dịch cúm gia cầm ở khu vực này thường rất cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát vận chuyển giết mổ gia cầm, kiểm soát tốt nguồn thức ăn, nguồn giống, đồng thời tiến hành tiêm phòng bổ sung đầy đủ vaccine theo chu kỳ cho đàn gia cầm. Trong những ngày rét đậm rét hại, cần che chắn chuồng trại, bổ sung thêm nguồn thức ăn, nước uống, đảm bảo để tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm. Khi kiểm tra, thấy gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, cần báo ngay với cán bộ thú y, chính quyền địa phương, để có biện pháp khống chế dập dịch khi mới xuất hiện ở diện hẹp, tránh lây lan ra diện rộng. Tôi tôi bổ sung thêm các vitamin khoáng và B complex, các vitamin như là B1, B6, B12 hoặc là các khoáng Grimix để bổ sung cho đàn gà tăng sức đàn kháng tháng cho đàn gà. Thì đối với các trang trại trên địa bàn là có 3 trang trại là chăn nuôi gà trứng là của là 27.000 con và có như có ba hộ được chăn nuôi uh, gia trại tức là khoảng từ 1.000 à từ 500 đến 1.000 là con uh, thủy cầm tức là vịt đấy. Đối với các cơ hộ trang trại uh, nuôi uh, gà trứng đấy thì cứ một ngày là công nhân vào làm việc bình thường thì khi mà vào trước khi vào thì tất cả là công nhân là đều phải mặc đồ bảo hộ và được đi, uh, phun thuốc uh, khử trùng ở bên ngoài. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa vừa cấp phát trên 15.000 lít hóa chất từ nguồn hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Cùng với đó, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các địa phương tuyên truyền các hộ chăn nuôi không được chủ quan lơ là và thực hiện tốt quy trình phòng dịch, chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia cầm, nhất là trong điều kiện giá rét. Đồng thời, vận động các gia trại trang trại, hộ chăn nuôi gia cầm phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thưa quý vị, bà con và các bạn, tính đến thời điểm này, diện tích trồng cây khoai tây vụ đông đã cơ bản hoàn thành. Để cây khoai tây sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao, bà con nông dân cần quan tâm đến biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Chăm sóc khoai tây, sới vun. Sau trồng 15 đến 20 ngày thì sới vun lần 1, lúc này cần sới rộng, sâu và vun nhẹ vào gốc Vun sới lần 2 sau trồng 30 đến 35 ngày. Tỉa nhánh. Số thân trung bình mỗi khóm để từ 4 đến 5 thân, nếu sản xuất củ giống thì có thể nhiều hơn, Thời gian tỉa tốt nhất là sau trồng 15 đến 20 ngày. Tưới nước, tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước ao tù chưa được xử lý để tưới. Có thể dùng nước giếng khoan đã được xử lý, nước sông ao hồ không bị ô nhiễm. Trong thời gian sinh trường, trung bình 10 ngày tưới rãnh một lần, tùy theo tình hình thời tiết khí hậu. Sau trồng 70 ngày, ngừng tưới nước. Phòng trừ số bệnh hại khoai tây. Các loại sâu thường gặp, sâu xám, xử lý đất trước khi trồng, bắt bằng tay Họ có thể dùng thuốc Malathion 50% pha với nồng độ 0,1% phun vào lúc 4 đến 6 giờ buổi chiều. Dẹp sáp, xử lý củ giấm trước khi bảo quản, tiêu độc ràn bằng cách phơi nắng, ngâm nước và phun thuốc. Sâu xanh, khi cây lớn mật độ sâu vượt quá ngưỡng cho phép, sử dụng các loại thuốc Sevra 20EC, Trebon 10EC, các loại bệnh hại thường gặp, bệnh mốc xương, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh thối nhún. Cần trồng luân canh đối với cây khác họ, trồng các loại giống kháng bệnh, tránh để ruộng quá ẩm úng kéo dài thường xuyên làm cỏ thu gom các lá già làm cho ruộng sạch thông thoáng khi bệnh phát triển thành dịch có thể dùng thuốc bệnh mốc xương dùng zinet 80 vkp bóc đô 1% bệnh héo xanh vi khuẩn thực hiện tốt chế độ luân canh cây trồng cách dùng thuốc nồng độ thuốc và lượng dùng phải theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì của mỗi loại thuốc bản tin vàng chất đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây hẹn gặp lại bà con và các bạn vào chương trình ngày mai